Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu với các bức tranh mà chúng ta chưa hoàn thiện. Ở phần trước thì đây là một số bức tranh mà mình đã tô. Hình quả dâu tây, quả nho và một số quả mình sẽ đặt lên trên này, đặt ở phía này. Đây, phần ở video trước chúng ta đã quay, mình sẽ bỏ trên này luôn. Đây là bức tranh mà chúng ta đang tô và chưa hoàn thành, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hoàn thành bức tranh này. Và mình còn bức tranh nữa, đó là hình quả ná. Sau khi hoàn thành bức tranh này thì mình sẽ tô quả ná này. Màu mà mình sử dụng đó là màu Doraemon 10 màu. Bây giờ mình sẽ tô màu các loại quả còn lại nhé. Bây giờ sẽ tô quả đây là quả chuối, 3 quả chuối và đây là một quả chuối. Mình sẽ tô màu quả chuối. Quả chuối thì mình sử dụng màu vàng. Thì các bạn nên đặt cái vở ở dưới để tô cho nó đều màu, không phải đi cái mặt bàn vì nó cái mặt bàn không phẳng. Chuối thì có thể có chuối xanh và chuối chín, nhưng mà chuối chín màu vàng sẽ đẹp hơn. Thì mình sẽ có xu hướng tô chuối màu vàng vì chuối mình có màu xanh. Nếu mà các bạn thích thì mình có thể tô màu xanh không sao. Một quả chuối, mình sẽ tiếp tục tô hai quả chuối còn lại. Tiếp theo mình sẽ tô quả thần long. Quả thần long thì màu đỏ. Và nhận biết quả thần long màu đỏ. Còn cả phần chìa ra quả là màu xanh, mình sẽ tô phần chìa ra trước. Dùng màu xanh lá cây để tô. Màu của mình là hệ
tố sống phân chia đá của bên lông. Tiếp theo, bây giờ các bạn mình sẽ tố bên lông, bình thường sẽ đuột trắng, nhưng mà để tố màu trắng nên nó không nổi bệt, mình sẽ tố màu đỏ. Bên lông đuột đỏ rất là ngọt. Rất là ngon. Cái phần ở ngoài đi á, ngoài này bình thường là nó có màu hồng hồng đậm đậm, mà mình có màu hồng đậm, chỉ có màu hồng nhạt thế thôi. Mình nghĩ là mình sẽ tô tạo màu hồng này, tô đỡ màu hồng này thôi nhá, vì giờ mình không có màu hồng hồng đậm. Cũng không tệ lắm. Nếu có màu hồng đậm á sẽ đẹp hơn. Quả thanh long các bạn biết quả gì đấy không? Mình sẽ ghi tên quả xong mỗi một file nhé. Sử dụng bút để viết tên các loại quả. Đây, quả chuối. Đó, quả thanh long. Mình sẽ viết tên này luôn đi. Quả thanh long. Giờ mình sẽ tô quả đu đủ. Thì quả đu đủ thì phần hạt nó sẽ có màu đen, mình sẽ tô phần hạt. Phần hạt của quả đu đủ. Thì quả đu đủ khi chín thường nó sẽ có màu cam cám. Cám không đậm nhưng mà nó hơi hướng với màu cám. Mọi người có thể sử dụng tô nhạt nhạt thôi, tô khá là nhạt màu cám.
sẽ tiếp tục tô hai quả đậu hũ còn lại. Xén chúng ta có thể làm gỏi, mình đủ chín thì ăn xén tổ. Bây giờ tiếp tục tô quả này màu cám luôn. Mình quả này mình sẽ tô nhạt hơn. Cái quả hơi nhạt và các mình sẽ tô đậm lên luôn cho nó nổi bề. Các em có thể ăn đậu đủ không? Đậu đủ khá rất là tốt, nhưng mà nhớ bạn không thể ăn đậu đủ. Đu đủ là rất là ngon. Điền tên quả ngon nhé. Quả đu đủ. Mình sẽ đánh dấu tên quả. Đây. Quả nho. Quả măng cụt. Khế, quả thanh long, quả chuối. Tiếp tục mình sẽ lựa chọn tố, đó là tố quả bơ. Vì phần hạt của quả bơ mình sẽ tố là màu nâu. Màu nâu. Phần hạt của quả bơ. Tiếp theo mình sẽ tô quả bơ. Khi quả bơ sẽ có là màu xanh, sử dụng màu xanh lá. Vỏ quả bơ có màu xanh. Mình sẽ tô cái phần vỏ đậm hơn với phần thịt ở trong.
bơ rất là ngon. Mình sẽ tiếp tục tô hai quả bơ còn lại. Xong mình đã tô xong quả bơ, sẽ viết tên. Đây là quả bơ, quả thứ mấy đây, quả thứ 6. Đào thì phiên hàng của nó cũng có môn đà mình nấu. Bên kênh đến sẽ là màu xanh lá. Thì mình cũng lại có màu vàng mơ. Mình không có, mình sẽ sử dụng màu. Không cơm chứ? Chưa. Mới được gặp Bí. Gặp vào mốt. Ngoan đi. Bí đi kiểm trò. Kiểm trò ra rồi. Không biết kiểm trò ra để Bí tưởng người yêu Bí.
Mày gặp xong. Đi học nha, quá mệt. Quả đau kìa. Em xứng cái trứa có quả mong ra xuống. Rồi bỏ dầu ướp á. Luộc thịt với lông gà được lên cháu nữa. À không, lông gà phải xong. Luộc thịt mà lấy được nó kém hết. Sao nó chảo nhỏ qua bộ hố. Cứ học sống thôi chứ tôi sợ được nghỉ. Chứ tôi sợ được nghỉ. Mà còn đi làm không hả nha? Ở nhà nhá, tụi đi học mất. Thank you.
Sau khi tô quả cam thì mình có một loạt quả cam nên mình sẽ tô tiếp. Mọi người ai cũng thích ăn cam thì cam quả vị chín. Qua quả gì đây? Quả dưa lắm. Kiwi cho nồi. Kiwi có màu thì tố kiwi hơi đẹp. Tiếp theo là quả kiwi. Nấu nửa tối. Nửa tối ngắn vậy. Ý của tuyên bố là nặng chơi à? Mới lên đó. Hả? Đi phùng mới lên. Mới gọi cho mẹ xong à? Ừ. Lấy sáng. Phần quả nhỏ này mình tủ cho đều, mình sẽ tủ lại phần quả nhỏ này cho đều. Thank you.
Chưa đi nổi thì nổi được. Nổi ít. Tổng mình gọi người đóng cửa ra khỏi. Mẹ nó còn nẹm mà quên gửi. Ở đấy ngăn nẹm mi. Thiệt đó. Thiệt, mi chơi theo con bạn nẹm nữa. Đó. Còn nhiêu đứa là tao ngăn nẹm. Cũng đều ăn được nè em. Thôi mình đã tố đỏ rất là nhiều trên. Đồ cái loại quả. Sau khi đeo xong, mình tố xong thì có thể đeo ở trong phòng học. Rất là dễ thương. Mình biết sợ. Đeo thì mình sẽ tố quả ná. Mình có màu xanh chuối, có màu xanh chuối tố ná được. Ná màu xanh chuối. Màu xanh là kìa. Ra mình sẽ tố quả ná. Bây giờ mình sẽ tố quả ná đây nhé. Quả ná siêu to khổng lồ. Sẽ tố từng lớp quả ná, tố theo từng lớp. Mình tố theo từng cái ố này, từng cái ố, từng cái lớp cũng
mình đã tố khoảng 1/3 của quả lá rồi, sẽ tiếp tục tố. Khá là đẹp ý. Mình tố đều tay. Đây chỉ là một số tố ra một số màu của các loại quả bình thường ở ngoài đời. Nhưng mà nếu các em có thể sáng vào có thể tố theo màu của mình cũng được. Mỗi màu gì mình tố sáng tạo là ở ngoài thì mình thấy là một loài quả nó có nhiều màu, khi nó chín nó khác và khi nó màu đắng nó trong khoảng độ chưa chín tới thì nó khác, mà nó chín quả chín thì khác. Hoặc là một loài quả có thể có nhiều loài quả, một cùng một tên loài tên nhưng nó có nhiều giống khác nhau thì có thể tố khác nhau, tố theo cái mình nhìn thấy hoặc là tố theo sở thích của mình. Thường thì các em muốn tố đều màu thì mình sẽ tố cùng một chiều trên xuống, hoặc là trái sáng đều mình tố cùng một chiều. Để mà có bao nhiêu lớp nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Có rất là nhiều lớp. Đó về một quả đá. Một quả đá như thế này. Cơ bản về quả lá đã hình thành được một nửa. Mình sẽ tiếp tục tô phía bên này của quả lá.
Sao sao lên cho tao nhiều luôn. Còn chưa làm một nửa mái trùng viện rồi chứ không? Chưa là đi. Trong quả nào đây là ngon.
những phim hơi nhạt hay không đều màu thì mình tô lại, tô lại cho nó hoa hoa với bức tranh. Các bạn nhìn qua một lượt, có chỗ nào đậm chỗ nào nhạt thì mình sẽ từ từ điều chỉnh cho bức tranh đẹp hơn. Những phần cuối cùng của nó, những lớp vỏ cuối cùng của nó thì anh thì mình sẽ bóc cái trên này ra, xong mình bóc từng lớp vỏ, bóc từng lớp vỏ ra hoặc là bẻ đôi của nó ra. Mình sẽ ấm lớp phần ở trong quả đá thì có thể có nhiều hạt thì anh thì mình kiểm thành và bị không kết kiểm thành lỡ nuốt hạt vào trong thì nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Mình đã cơ bản về đã hoàn thành quả ná. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa đồ đậm nhạt cho quả ná này đẹp hơn. Ở giữa này có vẻ đậm hơn và trên này thì nó nhạt màu. Mình sẽ điều chỉnh đồ đậm nhạt mình có thể tô đậm hơn cho nó nổi nổi cái quả ná lên. Qua qua. Mắt nó ấm. Mỗi chín. Còn thịt bò là mình có ăn không?
Chưa xong về đi. Quần áo của chúng ta về cơ bản đã hoàn thành. Và có một hình hình một quần áo. Quần áo nhìn khá là xinh mà còn chưa chín vì mình không có cả cái màu chi tiết đó, nên cái màu này nè, nhìn nó biển quả nà. Đây là quả nó siêu to, nhưng cô sáng lại cả bức tranh mà chúng ta đã cùng tô.
đây gọi là